À, okay nha. Em chào người đến video này. Thì hôm nay chủ yếu bán mua lít máy pin nha mọi người. Thì có ít máy pin cỏ trong hôm đi bãi gần nhà, bãi đóng cửa rồi mình không có mở nhiều. Thôi không có gì lấy lấy đại mới pin gì bán chơi nha. Người thấy phù hợp thì mua mọi người. Nói chung cái này em cũng lợi ích lắm mọi người. Và mọi người cân nhắc cái mua nha. Thì giá trên đây thì riêng máy pin thì em sẽ bao phí vận chuyển cho mọi người nha. Em không chuyên bán đồ pin đồ điện mọi người, cái này chủ yếu bán đam mê đó. Lợi ích là mọi người cân nhắc nha, thì ship cố định 28 ngàn á, em bao ship thì ship nó sẽ trừ cái tiền sản phẩm này nè đó. Mấy cái nào nặng lắm thì ship nó thổi lên 33 ngàn hay là 37 ngàn ha, 38 ngàn chứ. Mọi người cân nhắc nha, người thật sự cần là hãy mua nha mọi người đó. Tôi thì em lên mọi người con máy số 1 luôn, số 1 là con cưa kiếm hai con. Đây, một cái xác con cưa kiếm đây nha. Cưa kiếm của Milwaukee. Đó. Nhỏ nó cắn mốt này ha. Đây, ruột ở đây. Motor còn sống nha mọi người. Cốt nhông còn nguyên nha. Cò thì hình như nó không chạy. Thì này em chỉ với nó ốc vít nó bung ra hết rồi. À, đây ốc đây. Thì em đỡ nguyên bản luôn. Đó, cái đầu này thì nó bị bể ở đây nha. Đâu kẹp thì cứng. Đó, người giờ lấy được gì lấy, đèn này, bộ nhông này. Trong đây còn nguyên nha. Motor cũng đẹp lắm mọi người ha, không phải bị chết cò. Này chết cò với cái đầu nó hơi kẹt nha. Giỏ xấu nữa. Đây. Đó. Này, có giỏ pin này người lấy được gì lấy nha. Pin đứt làm đôi ở đây rồi mọi người. Đó. Mà cái phần dưới nó còn đẹp nè, người có giỏ lô giờ thay cái này của giỏ zin này vô cho nó đẹp nha. Một món ha. Giờ cái cưa đây, cưa Stanley đây, cái này thì em bán là mã số 1 nha. Số 1 này bán 480k nha mọi người, bao ship nha, bao ship nha mọi người, mọi người lưu ý là bao ship luôn. Con 8 là một cái set cưa kiếm nha, như một cái Stanley đây. Cái đây thì sống nha mọi người, có giỏ pin luôn. Đó, nó kẹt nhau. Đó, pin sống nha mọi người, pin nó sống nha, nhưng mà không có bao cầm nha mọi người. Đó, bây giờ pin ở đây. Cái seal đó là seal LG, ba seal LG này còn rất đẹp nha. Đó, cái này thì đậm đã rất lâu nhưng mà vẫn còn pin nha mọi người. Đó. Đó. Pin nha. Rồi cái con này thì cái nhông của nó, nhông đầu nó bị mòn rồi, nhưng mà cái nhông đầu nó dài khúc rồi nè. À, tại không có cạo nhông á, mình cạo nhông ra nha. Mẹ nó đây. Cạo cái nhông ra rồi xoay cái đầu nhông nó lại thì nó sẽ chạy bình thường nha. Đầu được không kẹt nha mọi người, gắn lưỡi nhanh lưỡi thông dụng nha mọi người. Đó, lưỡi thông dụng. Nào, người muốn mở ra thì em mở ra cho mọi người coi con này luôn nha. Ruột nó rất là đẹp. Con này ruột đẹp nha. Ruột đẹp mà cái nhông đầu nó bị mòn. Nhưng mà cái nhông đầu của nó rất là dài luôn mọi người. Đó, ví dụ như cái này. Cái nhông đầu nó dài khúc này đúng không? Đó, thì nó chỉ lòi ra một khúc này để gắn vô cái bánh răng trên cái nhông của cái đầu giật giật thục thò đây thôi. Còn một khúc ở đây còn nguyên nha. Người có thể cạo cái nhông ấy ra. Cạo được nha mọi người, cạo ra nó gấp vô lại ha. Đảo ngược lại thì nó vẫn sử dụng bình thường nha. Còn pin này ở trong này là 3 series LG này, đó, còn rất là đẹp luôn rồi, rất là đẹp luôn. Đó, đỡ rất là lâu rồi nhưng mà test máy nó vẫn còn ok nha. Đó, ốc này em chưa có dặn kỹ. Giờ tính là mở ruột cho mọi người xem á. Bây giờ tự khám phá nha. Không, cái này đảo nhông là xài được nha mọi người. Pin này mọi người kích sạc nha. Đó. Con này thì hai cặp này em bán mã số 1 480k nha mọi người. Giá bao ship nha. Bao ship. Theo số 2 là một con cưa. Cưa của Natty 12V nha. Con này thì không có năng hạ mọi người, lưỡi nó đây. Người lưu ý là chỉ có một clip máy pin này mới bao vận chuyển, còn bình thường em không có bao vận chuyển nha mọi người. Đó, lưỡi nó đây. Có mẻ nha mọi người, có mẻ. Để em coi tua tới cái đang mẻ nha mọi người coi.
Kết cửa ok nha, em có lấy ra test cách thử này, mẹ vô răng đây, như duy nhất một răng đây thôi nha mọi người. Đó. Ngoại hình đẹp ha, đây mã của nó đây, EZ Bank 502. À, con này thì không có vỏ binh nha mọi người, không có vỏ binh nha, em test nha. Thắng đầy đủ với mọi người ha, thắng đầy đủ ha. Đó, không rơ lét nha, không kêu bật đèn nha, đó ngoại hình đó mà nó không có năng hạ được mọi người, cái lưỡi này kết sắt được luôn nha mọi người, kết sắt hợp được luôn. Rồi con này mã số 2, tại cái clip này em không có chuẩn bị trước là em không có dán giá trước nha, thì giá thì bán xí đại mọi người. Số 2, số 2 là bán K bao ship nha mọi người. Mọi lưu ý giá là bao phí vận chuyển nha mọi người ha, bao phí vận chuyển luôn ha. Đó, màn hình ok nha, không bể vỡ nứt nha mọi người, 340 bao ship. Tiếp theo con này con Hitachi, con Hitachi thì lưỡi cũng có mẻ nha mọi người, mẻ này cũng có mẻ 1-2 răng vậy đó. Đó, trứng bụi trứng sắt vậy là ok nha, mẻ quá mọi người, 12V. Đó, màn hình con tương đối ok nha. Rồi để em ghi giá trước cho mọi người dễ hình dung, có nên xem trước hay không nha. Này, số 3, số 3 này bán 280k, 28 bao ship cho mọi người nha, người lưu ý nha, giá đây bao phí vận chuyển của chồng người ha. Rồi đợi anh xíu nha, lấy giỏ. Bóp này nha, bóp này. Thắng này. Không nứt vỡ nha mọi người ha, không nứt vỡ, cái tên nó hơi xấu thôi. Đó. Thôi, thắng bạc bạc nha mọi người. Đó, em gắn pin vô tiếp tạm mọi người thôi. Mình có giờ pin. Rồi, con này thân máy 280 bao ship nha mọi người. Mã số 3. À, tiếp theo con số 4 nha mọi người. À, số 4. Số con cưa EZ3500 nha. À, đấy. Xe lưỡi 110 nha mọi người. Rồi, con này thì có cái vỏ pin nha. Vỏ pin này tháo xeo rồi mọi người. Đó, vỏ pin này có mạch báo pin sau luôn nha. Vỏ pin này không mua 80 ngàn đó mọi người. Ừ, hình không bỡ vỡ nha mọi người ha. Lanh lảnh. Cái năng hạ bình thường nha. Đó, năng hạ bình thường. Màu hình đẹp nha mọi người, tương đối ok. Rồi để em test nha mọi người. Đó, chạy ok nha, mới chạy đó ok nè. Hình không không có tay xước gì nha mọi người, không có lộn, không có bỡ vỡ gì nha, bàn quá là đẹp nè, năng hạ bình thường nha, nhưng mà nó không có lưỡi nha mọi người. Đó, có lưỡi mọi người, có nó xài lưỡi 110 mọi người ha. Đó, có vỏ pin luôn, có vỏ pin này luôn nha. Rồi con này mã số 4, bốn trăm sáu bao ship nha mọi người, 4.6 bao ship nha. Đó, bao ship con này có vỏ pin luôn nha mọi người, có vỏ pin luôn. Đó, mã số 4.
Theo là một người một con vít của gì đây này Trung Quốc, Trung Quốc xứ Nhật nha mọi người. Cái xuông vượt bông này đó, đầu không Rolex cứ ngắt luôn ha. Đó, cái này ngoại hình tương đối ok. Cái này tại tay em giờ cầm lên á, cái này em vừa xinh xắn trắng bóc luôn, không có chạy trước này. Đó, có đèn luôn nha. Rồi để em test. Này thì em không có vỏ pin nha mọi người, cánh tạm vỏ nati vô tiếp. Cái chân bị lỏng không mà. Đầu không Rolex nha mà cứng ngắc luôn đó, tại vì không có vỏ pin nên em cắm tạm vô pin này nó hơi lỏng quá đó. Còn thắng đầu chiều rồi tóc rồi là đủ nha mọi người. Màu hình này rất là đẹp, có móc móc zin nó luôn, sáng lón luôn ha. 12V nhưng mà con này tua nó mạnh nha mọi người, con này tua mạnh lắm, lên 10 lên 16 lên 8 bánh bao phơ luôn, có đen luôn nha, có đen vàng luôn. Số 5 rồi, 320 bao ship nha mọi người, 320k bao ship nha, người lưới nha, con này em bao phí vận chuyển luôn nha, này sạch đẹp lắm. Đó, nó bị nó này nổ có xu lên xíu nhưng mà cái vỏ nó đánh lên trắng bóc luôn. Số 5 rồi, thế là lên lô Bana nha mọi người. Bana thì con đây đầu tiên, con này thì cái đầu nó bị dơ mọi người, hư cái đầu nha mọi người, hư đầu em quấn này thì nó xét à, quấn này thì bị dơ, hỏi không tháo vào luôn để yên luôn ha. À, mẹ nó EX7441 nha mọi người. Đây, con tem luôn chị ok đó, nhưng mà nó hư đầu nha mọi người. Hai tốc cấp độ nhanh chậm nha. Thì tốc thắng đảo chiêu là đủ rồi. Rồi. Đèn ha, đèn led. Để im ru luôn ha, không có được có lít rồi nha. Đó, Panasonic EX7441 nha mọi người. Tìm ở đây. À. Con móc còn móc luôn này. Rồi con này thân máy nha mọi người, cái đầu nó bị hư rồi, máy rồi móc là ok nha. Rồi bán giá sắt vụn mọi người luôn, số 6 sẽ bán 208 bao ship nha mọi người. Số 9 à, hôm nay con đen con tui thu lùi luôn. Con 7441 nha mà điều cái nó màu đen mọi người. Đó. Hồi này đầu không kẹt nha mọi người, đầu không kẹt. Hai cấp độ nhanh chậm nha. Đó. Đầu cứng không kẹt nha, có tem tróc. Đó, đèn. Đó, đèn ha. Rồi.
Con này thì tàu điếc ok, tem nó không đẹp lắm. Mọi người lưu ý là mấy bên em bao ship nha mọi người, riêng mấy mã bên em bán bao phí vận chuyển cho mọi người luôn. Số 7, số 7 350. 350 bao ship nha mọi người. Tiếp theo số 8. À, ngoại hình đó là ngoại ha, chân binh còn trắng treo đó, có móc luôn. Mấy máy này là số về em không có vệ sinh kỹ đâu mọi người ha, chỉ vệ sinh sơ bên ngoài thôi đó. Điều tóc thắng lại chưa đầy đủ đó, tóc thắng lại chưa đầy đủ, đèn ok nha mọi người đó. Móc này em mua riêng 15 ngàn một cái này à, con này đắt hơn con kia 15 ngàn nhưng mà vẫn bao phí vận chuyển cho mọi người nha. Tem mạc này còn tương đối ok đó, thắng được tóc đã chiều đầy đủ nha, tàu ok nha. Số 8 365k nha. Rồi móc mới này mua riêng em gắn vô cho mọi người ạ à. Ok nha, số 8 365 bọc ship. Tiếp theo đây, số 9. Ồ, con này còn lên keng quá ta. Đó, đang lên keng nhà này không có móc, không móc ha, mà được cái còn lên keng ghê ha. Đó, ủa con này con này than một bên nó hết nha mọi người nha, con này than một bên nó hết nha à. Nó vẫn kêu mà nó không chạy nè, con này em có bung ra rồi mọi người, nếu có cần thiết á thì em bung con này ra cho mọi người xem nha. À, con này gì mọi người thay cặp than sử dụng nha, con này full chức năng nha mọi người, tại lúc con này là nó ban đầu là nó không có chạy luôn, em mở ra thì thấy than nó gần hết rồi, bên đây gần hết rồi, còn bên đây thì là muốn hết luôn rồi ha. Thì than nó giống than Makita, người về vợ vợ thay lắm, người về thấy than Makita hàng vô xong nha. Đó, còn người muốn an tâm nữa mà muốn mở ra coi con nó thì em mở cho người xem luôn nha, con này full chức năng nè. Nhưng mà than nó hết rồi nha mọi người, than nó giống than Makita nha mọi người, than giống than Makita. Số 9, nếu một người muốn không an tâm không tin tưởng em sẽ bung ra cho người xem cái thang đó nha, thang gì gì người về tự thay nha. Còn con này full chức năng này, cò kiếp rồi, phải em đảo qua cái máy khác để em test cho mọi người. Số 9 350 bao ship nha mọi người. À, số 10. Đó. Số 10 con này thì cũng hết than luôn, giống con kia luôn. Đây. Than nó còn chút xíu rồi, nó chạy full chức năng nha người, con này full chức năng nha mà than nó hết rồi, người người thấy đi nha. Đó, thì con này nó tệ hơn con kia nữa, à, nó không còn than hay ruột ở đây chứ chạy ok sống nha mọi người, mạch biết gọi là sống ok nha, ok hết nha. Đó, tính mất công tháo con này ra, nhưng mà người muốn mua test thì em test cho người nha, tại cái này em lấy uy tín đảm bảo người, mạch cò sống nha. Đó, nhưng mà bán người thanh lý giá sát luôn, cái đầu nó còn bình thường nha, đầu nó sử dụng bình thường nha mọi người, cũng rất đâm ruột ra rồi đó, chỉ cái này nó bị hết than rồi nha, cò sống mấy chị bình thường hết.
Người thay than là sử dụng còn mặt nó ok hết, em là kiểm tra hết rồi nha. Đây. À. À. Còn đây là gần hết than nha, con này em bán số 10. Rồi bán giá ve chai và người luôn. Số 10. 200 à. Rồi con này full nha, thiếu than là hàng ta. 280 bao ship nha mọi người. Lưới nha, 280 bao ship nha. Đó. Thường bán này ví dụ là lấy lô vậy khoảng 300 ngàn con mà không có bao sống chết ấy, cũng cũng ớn, nói chung máy này lấy cũng ớn thôi, không có gì lấy bán đại mà. Mặt mít rồi sống đó nha mọi người, đó, nó chỉ hết than nha, đó chỉ có con lấy con này là bung ra, còn lại là con chưa có bung ra nha, thì con này bung ra em nói bung ra nha, đó bung ra con này gần hết than, một bên cũng gần hết, một bên hết luôn rồi, con kia là hết than luôn. Rồi giờ tới hai con chích, còn dù mà không bán được thì bà sale em thay than bài bản rồi bán sale thì giá nó sẽ khác nha. Đó như bắt thắng ta, con này mất thắng nha mọi người, hai cấp độ nhanh chậm đèn đầy đủ nha. Đầu cứng nha mọi người, rơi nhẹ. Con này mẹ của nó là EX 7544 nha mọi người, 7544 từ chích nè, đó rồi đáng giá dây chai thì lộn luôn, mất thắng nha mọi người. Số 11 11 qua trong hai bao ship nha mọi người. Tiếp theo số 12 sao mất thắng nữa ta, thắng yếu nha mọi người. Nhanh chậm này. Ruột cái này hoàn gần giống mấy con nati mọi người. Đó, người còn cái móc luôn à, con này cũng mất thắng luôn. Rồi bán giá dây chai không bị lộn luôn, con này về có sao bán vậy, em không có chọc quấy em đây nhầm sửa chữa rồi đâu. 12 320k bao ship nha mọi người, rồi bao ship luôn nha, mã số 12. Tiếp theo tới con Nati nè, Magita nè, Magita rồi con Nati tiếp đi. Hôm nay thì 6503 cháu, à 6403 nha mọi người, đây với 6403 12V của mình Nhật Bản nha. Đó kẹt autolock nha, hai cái bộ nhanh chậm, hai móc cấp được. Cao su tóc à. Rồi lần chết lần đói luôn. Mấy con pin Nati này thì dễ dùng rồi. Đó, full chức năng đập tấu, thắng đảo chiều đầy đủ nha mọi người. Mã số 13. 370 bao ship nha mọi người ha. 370k bao ship nha. Đó. Bao ship nha mọi người. Tiếp theo con Makita đầu khía, con này thì mất tay mẹ cũng chả biết nó mẹ chín mấy nữa. Đó. Đó. Đầu cứng cáp nha, cứng ngắc luôn. Mất cái chút đầu gài đây.
Để em kiếm cái vỏ binh. Rồi. Quá cái này mạnh lắm mọi người. Vừa tóc thắng đã chưa là đủ nha, rất là mạnh nha mọi người. Đó, thăng rồi vợ thay luôn ha. Mà mất mất cái móc trên đầu đây. Đó. Đó, thăng máy vậy thôi nha mọi người. Thăng máy thôi. Thắng tóc được chưa là đủ, đầu cứng này mọi người thăng hộ kẹp cuốc nha. Dễ vợ chơi vợ trúng thưởng. Đó. Con này mã số 14. 350 bao ship luôn nha mọi người. Đó. 350k bao ship nha mọi người. Đó. Quá rẻ. Tiếp theo con miếng dít. Đây, cấp con này, cấp trượt nè. Thì tóc nè, thắng đảo chiêu đầy đủ nha mọi người. Hai cấp độ nhanh chậm nha. Binh này là binh bãi nha, sống, bao sống. Sống, cầm và nhận sạc pin luôn nha mọi người. Binh ở đây. À, binh cho cường này. Không biết xeo gì mà con này lấy về là cắm sạc xài bình thường luôn. À, để im luôn ha. Đó, sống, sạc xài bình thường, dung lượng 1.5A nha. Con này mẹ của nó là DF030 nha mọi người. Đó. 18 cấp trượt một cục con nha. Màu hình này và xanh thịt thể là người hả. Em bán cả thân máy với lại cái vỏ binh với cái binh này luôn nha mọi người. Binh này cầm sống nhận sạc riêng luôn nha. Rồi bán giá lận chết lận đói luôn cho mọi người. Thường một thân máy không người ta bán rẻ lắm, 500.000 ha. Nay em bán cả thân máy cả vỏ binh luôn. Nhỉnh hơn chút xíu thôi mọi người. Chút xíu thôi, 15 508 bao ship nha mọi người, kẻ cái vỏ binh nè. 580k bao ship nha. Binh này sống nha. Đó, binh ngon lành luôn. Trong đêm nè. Sống nhận skin luôn nha. Đó. Mã số 15 508. Rồi tiếp theo là mọi người hai cái con The Watch lật cỡ này nha mọi người. Lật cỡ là sao? Con này thì đầy đủ nha. Búa biết rồi, ok nha mọi người. Đầu cứng cáp không có lách. Cái con này thì rất là mạnh nha. Mạnh lắm. Tua cao rất mạnh nha. Đó, nhưng mà con này nó bị một cái là cái cò nó khó gạt quay lại lắm người anh ta. À nè, nó vẫn bình thường đầy đủ bộ phận nha, nhưng mà nó gạt qua gạt lại nó khó lắm. Đó. Gạt qua gạt lại nó khó lắm. Giống con này nè. Đó, giống con này thì nè ha. Đó. Cái gạt cò của nó này nó làm ha, không có ngon lành mọi người, gạt nó không có im hết. Đó, nó bị mỗi chỗ đó thôi, còn lại chạy ok nha. À, sản phun đó đây giới thiệu người nha, nó gạt quẹt lại khó lắm. Đào chiều từ tóc thắng đào chiều đầy đủ nha. Đó, nhưng mà đây để tháo cò cho người xem luôn. Rồi em có ấy thử mà đây bình thường đỡ dây này gạt quẹt lại rất dễ nha. À, gạt quẹt lại này. Đó, nó gạt quẹt lại đó thấy không? Đó, nó bình thường nha. Đó. Đào chiêu là đủ nha, nhưng mà cái lợi cò của nó, cái này nè, cái lợi cò của nó này đưa vô đây này gạt qua gạt lại nó là hay bị trượt ra khỏi cái rãnh, như lại hay chậm cái đít lên này, chậm quá nha, nó rớt ra khỏi cái cây ở chỗ cái ngàm chỗ đây nè. Đó, đó là em chỉ sơ cho người nắm bắt nha, nó bị như thế nào nha. Chứ còn nó không có bị hư hỏng nha mọi người, nó bị khó đào chiêu thôi, có nên nó khó gạt cò thôi, cái gạt cò nó không có êm ha. À, người gì thiết kế lại cho nó êm ái sử dụng nha. Cái này thì em bỏ thời gian sửa cũng được, mất công quá à, thanh lý luôn. À, mẹ nó DW056 mọi người. À, này pin chọt nha. Rồi vậy nha mọi người, rồi để em ráp lại để em test cho mọi người xem. Rồi em ráp tạm thời ha.
lắp tạm thời tiếp cho người xem nha. Để bắt 18V này người. Mạnh lắm rồi. Con này cực mạnh luôn, bánh vào con tường gắn mũi đã đang vô con gạch men rồi, con tường rồi, ok lắm người. Nó gạch cò này thôi nha, cứ gắn lại nó gạt lại nó hơi bị rít chạy, nó cứng luôn, nó rất là khỏe đó. Đó là cái gạch cò này nó dở nè ha, dở chỗ đấy đó. Hôm nay rồi bán mọi người gì à? Tự nghiên cứu nha, tự nghiên cứu cái chỗ gạch cò đó. Còn lại con này rất là mạnh luôn, bao mạnh luôn rồi. Con này ruột còn đẹp lắm, than còn nhiều nha. Rồi giá lần chết lần đói gì bán luôn mọi người. Số 16 để bán 420 bao ship nhau người. 18V là quá này, rất mạnh nha mọi người. Nó là bị mỗi cái chỗ gạt cò nó khó gạt thôi, gạt qua gạt lại thôi, hay bị trật ra khâu rảnh, còn lại ok nha. Đầu cống cứng không rơ lách nha mọi người. Đó. Ruột thiết than còn ok, 16452. Rồi tiếp theo con 17, con 17 cũng giống vậy luôn. Cái gạt qua gạt lại này, lại nhông đầu hơi kêu nha. Cái nhông đầu con này nó bị mòn rồi. Tại con này em có tháo ra thành ra em mới biết nha, nó nghe nó kêu á, chứ còn bình thường nó mấy thì khi em tháo là một sinh ngồi bán luôn rồi. Cái nhông đầu này chỗ cái trái khế cái đây này nè, nó hơi mòn cái chỗ đây xí ha, chạy nó hơi kêu xí, hơi kêu nhẹ xí thì không có vô cái khớp đang nghe nhiều á ha. Chứ còn cái này thì em bán em ém không được, nhưng mà đó tháo rồi em biết thành ra em không có bán bài mẹ được đó. Mọi người thấy nó thật sự phù hợp thì mua, nó rõ ràng như vậy để đỡ mất lòng nhau sau này nha. Vệ sinh sạch sẽ này giống cái mã con lúc nãy nha mọi người. Đó. Bây giờ em test cho mọi người xem luôn. Cũng chạy full chức năng. Đầu nó cứng nha. Đó, cứng, con này không rơ rít vậy đó. Đó, cái gạt cò nó giống con kia mọi người ha, nhưng mà nó gạt được nhưng mà cũng bị tuôn ra ngoài rồi. Đó. Cái dòng này thiết kế gạt cò dở. Đó. Cái vỏ của nó đánh cái đầu này vô. Nó dính cái vỏ cái nút nha mọi người. Cái vỏ đây nè. Đó, giờ cái nhông nó hơi mòn xíu. Không sử dụng được nhưng mà hơi mòn xíu mọi người. Đó, tại vì nó phát tiếng kêu ở đây thì em có mở em kiểm tra vậy. Nhưng mà ruột còn đẹp nha, cò còn ok. Đó. Mắc tem tiết ra là nó rách rách em tháo ra luôn rồi ha, cao su rách rách em tháo ra luôn rồi. À, con này con 17, con này bán giá lận chết luôn ha. À, mọi người lấy được gì lấy nha mọi người, 290k nha mọi người, 290k bao ship nha. Lưu ý với em là tất cả các mã máy binh hôm nay em bán đều bao phí vận chuyển nha mọi người. Đó. Rồi, tiếp theo là con boss. Bót 18V để em test trước nha. Tại câu dây. Đó, đợi chiều nha. Đó, nó móc được tóc mọi người ha. Người muốn phun chức năng người thay cái điều tóc của con bot cỏ, như cò nó giống mấy con bot nhỏ. Con này rất khủng long luôn. Đó, để em test qua cho mọi người xem. Rồi em tháo ra nha.
tháo ra để ông quay sơ máy nha mọi người. Đấy. Rất là khủng luôn rồi. Má con này nặng lắm. Con này ba chức năng nha mọi người, có búa nha. Sử dụng bình thường nhông nhất ok nha mọi người ha. Đó, đầu đầu auto lock zin của boss luôn. Zin của boss luôn nha. Đó, đầu cứng cáp nha. Boss. Đứt nhẹ ra nha mọi người, đứt nhẹ ra. Đó. Con này thì em bán có cái vỏ pin mọi người. Giờ pin này đó. Đó. Giờ pin 14 con 4 luôn nha. Con này cái dòng tua cao nè 14 con, mà con này dòng tua tứ này nó có tem ở đây. Con này make in con này Thụy Sĩ, sản xuất tại Thụy Sĩ cho người. Dòng tua nó khoảng 1.700 cho người ha. 1.700 đó. Nè rất là to, cứ có cứng cáp nha mọi người. Đó, hai cấp độ nhanh chậm này. Full chức năng, ô rồi nó mất điều tốt nha mọi người, mất điều tốt, còn lại ok hết. Này ba chức năng, con này bánh năng nha, con búa, con thường, ha, bánh dít cấp trượt nha, nứt nhẹ cái vỏ ở đây, còn mất điều tốt. Thôi, thanh lý giá lận chết, cả vỏ bánh luôn nha mọi người, đó, con này thanh lý cả vỏ bánh luôn. 380k bao ship nha. Mã số 18. 308 bao ship nha mọi người. 308 bao ship, mã số 18. Ba chức năng có búa nha mọi người ha. Đó, đầu auto lock. Đó. Giá như dây chai luôn, bao ship luôn. Rồi, video hôm nay đó là kết thúc nha mọi người. À, đúng rồi, có nào mọi người mua luôn hai con The Watt này thì em có cái vỏ này, vỏ The Watt này tặng luôn mọi người nha. Tặng luôn. Đó, mua hai con này tặng luôn cái vỏ. À, người lưu ý với em là video hôm nay em bao phí vận chuyển. À, người chưa mua món như ý á, thì mọi người có thể đăng ký góc này ha, số điện thoại liên hệ em góc bên này nha. Thì em là chủ yếu bán dụng cụ thôi mọi người, tại vì tại dịch quá không có gì bán thì cào bán xí xét này. Thì có lô máy pin này thì vẫn còn đó, lô máy pin với lại bữa sáng lên lô máy điện nữa nha. Còn dụng cụ thì đã coi thử em sắp xếp còn gì thì em đang bán cái đó, nhưng mà kênh em chuyên bán dụng cụ thôi nha, máy móc thì em rất ít khi bán đó, chỉ ưu tiên mua này thôi. Rồi, chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nha. Chào tạm biệt.